không đắc địa vị tránh quyết định của bồ tát không nhập vào tránh tánh ly xanh của bồ tát như vậy gọi là bồ tát từ địa vị cao rơi xuống địa vị thấp khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện xanh là pháp gì thiện hiện trả lời xanh gọi là bồ tát tùy thuận theo pháp ái xá lợi tử hỏi sao gọi là bồ tát tùy thuận theo pháp ái thiện hiện trả lời các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, an trụ vào sắc không mà sanh vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào thọ tưởng hành thức không nên sanh vọng tưởng và chấp trước. An trụ vào vô tướng của sắc nên vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào vô tướng của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng chấp trước an trụ vào vô nguyện của sắc mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào vô nguyện của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào tịch tịnh của sắc mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào tịch tịnh của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào sự viễn ly của sắc mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào sự viễn ly của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào sự vô thường của sắc mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào sự vô thường của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước an trụ vào khổ của sắc mà sanh vọng tưởng và chấp trước an trụ vào khổ của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước An trụ vào vô ngã của sắc mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào vô ngã của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào bất tịnh của sắc mà vọng tưởng và chấp trước, an trụ vào bất tịnh của thọ tưởng hành thức mà vọng tưởng và chấp trước. Này xá lợi từ, đó là đại bồ tát tùy thuận với pháp ái, pháp ái này gọi là xanh. Lại nữa, này xá lợi từ, nếu Đại Bồ Tát khi nghĩ như vậy. Sắc này nên đoạn, nhờ đây mà sắc sẽ đoạn. Thọ tưởng hành thức này nên đoạn, do đây thọ tưởng hành thức sẽ đoạn. Khổ này nên biến chi, do đây mà khổ sẽ biến chi. Tập này nên đoạn hẳn, nhờ đây mà tập sẽ đoạn hẳn. Diệt này nên trứng, nhờ đây mà diệt sẽ trứng đắc. Đạo này nên tu tập nhờ đây mà đạo được tu tập. Đây là tạp nhiễm, đây là thanh tịnh, đây nên gần gũi, đây không nên gần gũi. Điều này nên tu hành, điều này không nên tu hành, đây là đạo, đây là phi đạo. Điều này nên tu tập, điều này không nên tu tập, điều này nên học, điều này không nên học. Đây là bố thí ba la mật đa, đây chẳng phải bố thí ba la mật đa. Đây là tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, đây chẳng phải là tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa đây là phương tiện thiện xảo của bồ tát đây chẳng phải là phương tiện thiện xảo của bồ tát đây là Bồ Tát Xanh, đây là Bồ Tát Ly Xanh. Này xá lợi tử khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa an trụ vào tất cả pháp môn này nên vọng tưởng và chấp trước thì đó là Bồ Tát tùy thuận với pháp ái, pháp ái này gọi là xanh, giống như thức ăn sống để cách đêm thì sẽ có hại, trừ bỏ đi gọi là Ly Xanh khi ấy xá lợi tử hỏi thiện hiện sao gọi là đại bồ tát nhập vào tránh tánh ly xanh của bồ tát thiện hiện trả lời vì Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, không thấy pháp nội không, không nương vào pháp nội không mà quán pháp ngoại không, không thấy pháp ngoại không, không nương vào pháp ngoại không mà quán pháp nội không, không nương vào pháp ngoại không mà quán pháp nội ngoại không, không thấy pháp nội ngoại không, không nương vào pháp nội ngoại không mà quán pháp ngoại không, không nương vào pháp nội ngoại không mà quán pháp đại không, không thấy pháp đại không, không nương vào pháp đại không mà quán pháp nội ngoại không 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 nương vào pháp đại không mà quán pháp không 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 thấy pháp không 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 nương vào pháp không không mà quán pháp đại không không nương vào pháp không không mà quán pháp thắng nghĩa không không thấy pháp thắng nghĩa không không nương vào pháp thắng nghĩa không mà quán pháp không 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 nương vào pháp thắng nghĩa không mà quán pháp hữu vi không không thấy pháp hữu vi không không nương vào pháp hữu vi không mà quán pháp thắng nghĩa không không nương vào pháp hữu vi không mà quán pháp vô vi không không thấy pháp vô vi không không nương vào pháp vô vi không mà quán pháp hữu vi không không nương vào pháp vô vi không mà quán pháp tất cánh rốt ráo không không thấy pháp tất cánh không không nương vào pháp tất cánh không mà quán pháp vô vi không không nương vào pháp tất cánh không mà quán pháp vô tế không không thấy pháp vô tế không không nương vào pháp vô tế không mà quán pháp tất cánh không không nương vào pháp vô tế không mà quán pháp vô tánh không không thấy pháp vô tán không không nương vào pháp vô tán không mà quán pháp vô tỷ không không nương vào pháp vô tán không mà quán pháp bản tính không, không thấy pháp bản tính không không nương vào pháp bản tính không mà quán pháp vô tán không, không nương vào pháp bản tính không mà quán pháp tướng không, không thấy pháp tướng không không nương vào pháp tướng không mà quán pháp bản tính không, không nương vào pháp tướng không mà quán nhất thiết pháp không, không thấy nhất thiết pháp không không nương vào nhất thiết pháp không mà quán pháp tướng không, không nương vào nhất thiết pháp không mà quán pháp vô tính không, không thấy pháp vô tính không, không nương vào pháp vô tính không mà quán nhất thiết pháp không, không nương vào pháp vô tính không mà quán pháp vô tính tự tính không, không thấy pháp vô tính tự tính không, không nương vào pháp vô tính tự tính không mà quán pháp vô tính không. Này xá lợi tử, khi Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa quán như vậy rồi, gọi là nhập vào tránh tánh ly xanh của Bồ Tát. Thiện hiện nói tiếp, này xá lợi từ khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa nên học bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy. Nghĩa là, đối với sắc và danh nên biết không nên chấp trước, đối với thọ tưởng hành thức và danh nên biết không nên chấp trước. Đối với nhãn xứ và danh nên biết không nên chấp trước. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ và danh nên biết không nên chấp trước. Đối với sắc xứ và danh nên biết không nên chấp trước. Đối với thanh hương vị xúc pháp xứ và danh nên biết không nên chấp trước. Đối với nhãn giới và danh nên biết không nên chấp trước. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới và danh nên biết không nên chấp trước. Đối với sắc giới và danh nên biết không nên chấp trước. Đối với thanh hương vị xúc pháp giới và danh nên biết không nên chấp trước. Đối với nhãn thức giới và danh nên biết không nên chấp trước. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới và danh nên biết không nên chấp trước đối với bố thí ba la mật đa và danh nên biết không nên chấp trước đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và danh nên biết không nên chấp trước đối với bốn tịnh ngự và danh nên biết không nên chấp trước đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc và danh nên biết không nên chấp trước đối với bốn niệm trụ và danh nên biết không nên chấp trước đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo và danh nên biết không nên chấp trước đối với năm loại mắt và danh nên biết không nên chấp trước đối với sáu phép thần thông và danh nên biết không nên chấp trước đối với mười lực phật và danh nên biết không nên chấp trước đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và danh nên biết, không nên chấp trước. Như vậy, này xá lợi tử, khi các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, đối với tâm Bồ Đề và danh nên biết, không nên chấp trước, đối với tâm vô đẳng đẳng và danh nên biết, không nên chấp trước, đối với tâm quảng đại và danh nên biết, không nên chấp trước. Vì sao xá lợi tử? Vì tâm ấy chẳng phải bản tánh thanh tịnh của tâm. Xá lợi tử hỏi thiện hiện sao gọi là bản tánh thanh tịnh của tâm. Thiện hiện trả lời, bản tánh của tâm không tương ưng, chẳng phải không tương ưng với tham, chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng với sân, chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng với si, chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng với kiết sử tùy miên, kiến thú và chướng chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng với tâm thanh văn độc giác. Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát biết tâm với bản tánh thanh tịnh như vậy xá lợi tử lại hỏi thiện hiện tâm ấy chẳng phải là tánh của tâm hay sao thiện hiện hỏi lại chẳng lẽ trong tánh của tâm có tánh vô tánh có thể đắc sao xá lợi tử nói với thiện hiện không có thiện hiện trả lời chẳng phải trong tánh của tâm có tánh không tánh đều bất khả đắc vì sao có thể nói tâm ấy là có hay không có tâm tánh xá lợi tử lại hỏi thiện hiện những gì là chẳng phải tánh của tâm Thiện hiện trả lời với tất cả pháp không biến đổi, không phân biệt, đó gọi là chẳng phải tánh của tâm. Xá lợi tử hỏi, chẳng lẽ tâm không biến đổi, không phân biệt mà những pháp khác cũng không biến đổi, không phân biệt hay sao? Thiện hiện trả lời, nếu tâm không biến đổi, không phân biệt thì sắc thọ tưởng hành thức cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt thì nhãn xứ cho đến ý xứ cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt thì sắc xứ cho đến pháp xứ cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt thì nhãn giới cho đến ý giới cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt thì sắc giới cho đến pháp giới cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt thì nhãn thức giới cho đến ý thức giới cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt thì địa giới cho đến thước giới cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt thì vô minh cho đến lão tử cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt thì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa cũng không biến đổi, không phân biệt. Nếu tâm không biến đổi, không phân biệt thì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo cũng không biến đổi, không phân biệt nếu tâm không biến đổi không phân biệt thì năm loại mắt sáu phép thần thông cũng không biến đổi không phân biệt nếu tâm không biến đổi không phân biệt thì 10 lực phật cho đến 18 tám pháp phật bất cộng cũng không biến đổi không phân biệt nếu tâm không biến đổi không phân biệt thì cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề cũng không biến đổi không phân biệt. Bấy giờ xá lợi tử khen thiện hiện, lành thay lành thay ông nói rất đúng, ông đúng là một Phật tử, từ tâm Phật sanh ra, từ kim khẩu Phật sanh ra, từ pháp Phật sanh ra, từ pháp giáo hóa sanh ra, nhận phần Phật pháp không nhận phần tài sản ở trong pháp Phật được tự thân chứng tuệ nhãn hiện tiền, có thể giảng nói bất cứ điều gì, Phật thường nói trong chúng thanh văn ông là người đệ nhất về việc trụ vào định vô tránh. Những gì Phật nói ra chân thật bất hư, các đại Bồ Tát nên học bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy. Này thiện hiện đại Bồ Tát nào học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy thì nên biết, vị ấy đã trụ vào địa vị bất thối chuyển, không đỉa Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể như thật quán thật tánh của các pháp, lại nữa này thiện hiện, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân muốn học thanh văn địa, nên siêng năng lắng nghe thọ trì đọc tụng kiên trì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy. Theo lý tư duy suy xét quan sát để đạt đến cứu cánh, vị nào muốn học độc giác địa cũng phải siêng năng lắng nghe thọ trì đọc tụng, kiên trì bát nhã ba la mật đa sâu xa như vậy, tư duy đúng lý, suy xét quan sát rõ ràng để đạt đến cứu cánh, vị nào muốn học bồ tát địa và như lai địa cũng nên siêng năng lắng nghe thọ trì đọc tụng kiên trì bát nhã ba la mật đa sâu xa này tư duy đúng lý suy xét quán sát rõ ràng để đạt đến cứu cánh vì sao này thiện hiện như trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa có nói và chỉ dạy rõ ràng về pháp của ba thừa nếu đại bồ tát có thể học bát nhã ba la mật đa thì đối với tất cả pháp của ba thừa đã học đều được thiện xảo. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn đối với bát nhã ba la mật đa và đại Bồ Tát, con đều không biết không đắc, cũng không thấy, vậy sao Ngài dạy con phải truyền trao chỉ dạy bát nhã ba la mật đa cho các đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, đối với bát nhã ba la mật đa, con không biết không đắc, cũng không thấy. Nếu con đem bát nhã ba la mật đa truyền trao chỉ dạy cho các đại Bồ Tát, thì chắc chắn con sẽ hối hận bạch thế tôn đối với các pháp con không biết không đắc cũng không thấy nếu con đem các pháp truyền trao chỉ dạy cho các đại bồ tát nhất định con sẽ hối hận bạch thế tôn đối với các pháp không tăng không giảm con không biết không đắc cũng không thấy thì tại sao nói đây là đại bồ tát đây là bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn tên của các đại bồ tát và tên của bát nhã ba la mật đa đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì hai nghĩa này là vô sở hữu cả hai tên này đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với sắc cho đến thức tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy, thì tại sao nói đây là sắc cho đến thức, tên của sắc vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao vì nghĩa của sắc vân vân ấy là vô sở hữu nên tên của sắc vân vân ấy hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch thế tôn đối với nhãn xứ cho đến ý xứ tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc cũng không thấy, thì tại sao nói đây là nhãn xứ cho đến ý xứ, tên của nhãn xứ vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ? Vì sao? Vì nghĩa của nhãn xứ vân vân là vô sở hữu nên tên của nhãn xứ vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với sắc xứ cho đến pháp xứ tăng hay giảm, con đều không biết không đắc, cũng không thấy, thì tại sao nói đây là sắc xứ cho đến pháp xứ, tên của sắc xứ vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của sắc xứ vân vân là vô sở hữu nên tên của sắc xứ vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với nhãn giới cho đến ý giới tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy thì tại sao nói đây là nhãn giới cho đến ý giới tên của nhãn giới vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của nhãn giới vân vân là vô sở hữu nên tên của nhãn giới vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với sắc giới cho đến pháp giới tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không không thấy thì tại sao nói đây là sắc giới cho đến pháp giới, tên của sắc giới vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ, vì sao? Vì nghĩa của sắc giới vân vân là vô sở hữu nên tên của sắc giới vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với nhãn thức giới cho đến ý thức giới tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy, thì tại sao nói đây là nhãn thức giới cho đến ý thức giới? Tên của nhãn thức giới vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của nhãn thức giới vân vân là vô sở hữu, nên tên của nhãn thức giới vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với nhãn xúc cho đến ý xúc, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là nhãn xúc cho đến ý xúc, tên của nhãn xúc vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của nhãn xúc vân vân là vô sở hữu, nên tên của nhãn xúc vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy thì tại sao nói đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tên của nhãn xứ vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân là vô sở hữu nên tên của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ Bạch Thế Tôn đối với vô minh cho đến lão tử, tăng hay giảm con đều không biết, không đắc cũng không thấy, thì tại sao nói đây là vô minh cho đến lão tử, tên của vô minh vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ, vì sao? Vì nghĩa của vô minh vân vân là vô sở hữu nên tên của vô minh vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với vô minh diệt cho đến lão tử diệt, tăng hay giảm con đều không biết, không đắc cũng không thấy, thì tại sao nói đây là vô minh diệt cho đến lão tử diệt? Tên của vô minh diệt vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao vì nghĩa của vô minh diệt vân vân là vô sở hữu, nên tên của vô minh diệt vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn, đối với tham sân si cho đến các kiết sử tùy miên kiến thú tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc cũng không thấy, thì tại sao nói đây là tham vân vân, tên của tham vân vân ấy đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ, vì sao vì nghĩa của tham vân vân ấy là vô sở hữu nên tên của tham vân vân ấy hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy thì tại sao nói đây là bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa tên của bố thí vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của bố thí vân vân là vô sở hữu nên tên của bố thí vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với ngã cho đến người thấy tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy thì tại sao nói đây là ngã cho đến người thấy tên của ngã vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của ngã vân vân là vô sở hữu nên tên của ngã vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ Bạch Thế Tôn đối với bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy thì tại sao nói đây là bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo tên của bốn niệm trụ vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của bốn niệm trụ vân vân là vô sở hữu nên tên của bốn niệm trụ vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với ba pháp môn giải thoát tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy thì tại sao nói đây là ba pháp môn giải thoát tên của ba pháp môn giải thoát vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của ba pháp môn giải thoát vân vân là vô sở hữu nên tên của ba pháp môn giải thoát vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ Bạch Thế Tôn, đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tên của bốn tịnh lự, vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của bốn tịnh lự vân vân là vô sở hữu, nên tên của bốn tịnh lự vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xả, tùy niệm Thiên, tùy niệm Hơi Thở, tùy niệm Chết, Tăng hay Giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là tùy niệm Phật cho đến tùy niệm Chết, tên của tùy niệm Phật vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của tùy niệm Phật vân vân là vô sở hữu nên tên của tùy niệm Phật vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với năm loại mắt sáu phép thần thông tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy thì tại sao nói đây là năm loại mắt sáu phép thần thông tên của năm loại mắt vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của năm loại mắt vân vân là vô sở hữu nên tên của năm loại mắt vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ Bạch Thế Tôn, đối với mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy, thì tại sao nói đây là mười lực Phật cho đến mười tám pháp Phật bất cộng? Tên của mười lực Phật vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của mười lực Phật vân vân là vô sở hữu nên tên của mười lực Phật vân vân hoàn toàn không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với năm thủ quần như mộng, như ánh sáng, như tiếng vọng, như quáng nắng, như bóng dáng, như trăng trong nước, như huyễn hóa, như biến hóa, vân vân Tăng hay giảm, con đều không biết, không đắc, cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là năm ngũ quần, như mộng, vân vân Tên của năm thủ quần, như mộng, vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của năm thủ quần, như mộng, vân vân vô sở hữu. Nên tên của năm thủ quần, như mộng, vân vân hoàn toàn không chỗ chủ cũng chẳng phải không chủ Bạch thế tôn đối với viễn ly tịch tịnh không sanh không diệt, không thành không hoại, không nhiễm không tịnh. Chân như pháp giới, pháp trụ, pháp định thật tế, tăng hay giảm con đều không biết, không đắc cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là viễn ly cho đến thật tế? Tên của viễn ly vân vân đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của viễn ly vân vân là vô sở hữu nên tên của viễn ly vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với pháp hữu vi vô vi hữu lậu vô lậu tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy thì tại sao nói đây là pháp hữu vi vô vi hữu lậu vô lậu tên của hữu vi vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ vì sao vì nghĩa của hữu vi vân vân là vô sở hữu nên tên của hữu vi vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ Bạch Thế Tôn đối với pháp quá khứ dị la hiện tại tăng hay giảm con đều không biết không đắc cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là các pháp quá khứ vị la hiện tại, tên của quá khứ vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì nghĩa của quá khứ vân vân là vô sở hữu nên tên của quá khứ vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn đối với tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác và các Bồ Tát thanh văn tăng, vân vân tăng hay giảm ở hàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương con đều không biết không đắc cũng không thấy. Thì tại sao nói đây là tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác và các Bồ Tát thanh văn tăng vân vân tên của mười phương vân vân đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? vì nghĩa của mười phương vân vân là vô sở hữu nên tên của mười phương vân vân hoàn toàn không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ bạch thế tôn đối với các pháp tăng hay giảm đã nói ở trên con đều không biết không đắc cũng không thấy thì tại sao nói đây là đại bồ tát đây là bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn đối với bát nhã ba la mật đa và đại bồ tát con không biết không đắc cũng không thấy thì làm sao con đem bát nhã ba la mật đa để truyền trao dạy bảo cho các đại bồ tát bạch thế tôn, tên của các đại bồ tát và tên của Bát Nhã Ba La Mật Đa đều không chỗ trụ, cũng chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì hai nghĩa này là vô sở hữu, nên cả hai tên này đều không chỗ trụ cũng chẳng phải không trụ. Bạch Thế Tôn như vậy các pháp do nhân duyên hòa hợp nên giả gọi là Đại Bồ Tát, giả gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy trong uẩn xứ giới là giả danh nên không thể nói, cho đến trong 18 pháp Phật bất cộng cũng không thể nói. Như vậy trong năm thủ uẩn như mộng cho đến như biến hóa không thể nói, trong tịch tịnh viễn ly vân vân không thể nói, cho đến trong tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và các Bồ Tát Thanh Văn Tăng vân vân trong hàng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương cũng không thể nói. Vì sao? Bạch Thế Tôn, các Pháp Tăng Giảm nói ở trên, con không biết, không đắc, cũng không thấy. Bạch Thế Tôn, tên của Nam Uẩn vân vân nói như vậy, nơi không có căn cứ.